Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số điều đơn giản về cua. Cua là loài sinh vật không xa lạ đối với tất cả mọi người. Câu hỏi đầu tiên, vì sao con cua lại di chuyển theo chiều ngang hay còn gọi là bò ngang? Con cua có 8 cẳng 2 càng. Các khớp chân của nó chỉ có thể gập xuống dưới hoặc dịch chuyển lên xuống, không thể xoay sang trái và phải. Vì thế, cua không thể tiến về phía trước mà chỉ có thể bò ngang. Và tiếp theo là câu hỏi thứ hai. Vì sao con cua ở nhờ hay gọi nó là con cua ký cư phải mang theo vỏ ốc? Cua ở nhờ có bề ngoài vừa giống cua lại vừa giống tôm. Trên mình chúng luôn đội theo một chiếc vỏ ốc. Chiếc vỏ ốc này không phải có từ khi chúng sinh ra mà do chúng tự sắm cho mình, hoặc có thể đoạt lấy sau khi giết chết con ốc chủ nhân thực sự của chiếc vỏ đó. Riêng vỏ ốc có tác dụng rất lớn. Khi gặp kẻ thù, chúng chỉ cần co mình trốn vào trong đó là rất an toàn. Câu hỏi thứ ba, vì sao cua thích nhả bọt? Chúng ta thường thấy hiện tượng thú vị như sau. Những con cua mà chúng ta mua về, chúng không ngừng nhả ra những bọt bong bóng. Đó là sau khi rời khỏi môi trường nước, chúng vẫn giữ nguyên cách thở. Chúng hít không khí từ phía sau cơ thể, trộn lẫn với nước trong mang rồi thở ra hai bên mồm tạo ra nhiều bong bóng. Các bạn vừa xem đoạn video clip, các bạn thấy điều gì? Một con cua đang trải qua quá trình lột xác và chui ra khỏi lớp vỏ cũ để lớn lên. Trong khi lớp vỏ cũ là cố định, còn cua lớn lên theo thời gian, nên lớp vỏ cũ này phải được thay thế định kỳ. Trong giai đoạn phát triển từ ấu trùng cho đến khi trưởng thành, loài cua phải trải qua nhiều lần lột xác. Câu hỏi cuối cùng, con cua luôn nổi bật với đôi càng của mình. Vậy thì càng cua có vai trò như thế nào? Cặp càng to lớn của cua rất là có ích. Vừa có thể đào hang, lại vừa là loại vũ khí tấn công và phòng thủ. Khi bị đe dọa, nó sẽ giơ cặp càng lên đối phó kẻ thù. Nó như đôi tay của cua vậy. Nó có cơ bắp và tất nhiên rồi, cơ bắp rắn chắc nên phần thịt ở trong càng cua là ngon nhất. Chúng ta vừa tìm hiểu mấy điều cơ bản về loài cua. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.